Giám xin kính chào cô chú chị và các bạn. Rất hân hạnh gặp lại cô chú chị và các bạn trong một buổi sáng ngày cuối cùng của trong năm. Năm cũ và chuẩn bị tối nay thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ và đón giao thừa. Hôm nay Đà Lạt là ngày 9 tháng 2 năm 2024, cũng nhằm ngày 30 Tết. Trong video hôm nay thì em xin được chia sẻ đến cô chú chị và các bạn tình hình tại chợ Đà Lạt vào một buổi sáng. Bây giờ là 9 giờ. Em sẽ dẫn quý vị và các bạn đi cập nhật tình hình tại chợ Đà Lạt trong ngày 30 Tết. Và em đang di chuyển trên con đường Đinh Tiên Hoàng quý vị. Bên phía ngoài, sau lưng của em đó là khu vực Đồi Cù. Con đường xanh mát, chạy men xuống hồ Xuân Hương, thơ mộng. Cái khu này là khu trung tâm đô thị phường 2. Và dọc theo khu này cũng có rất nhiều căn biệt thự cao cấp, sang trọng. Và tại đây thì hàng năm thì đều có hội chợ xuân, hội chợ Tết, đem không khí xuân, xuân về Tết đến với những chương trình lô tô và bốc thăm trúng thưởng, trúng xe máy rồi trúng rất là nhiều. Và khi mà mình đến đây và mình sẽ mất vé vào cổng là 30.000 để vào bên trong. Đó là vé người lớn, còn ăn uống, rồi xem lô tô, rồi các chi phí khác thì tính riêng quý vị. Chương trình sẽ bắt đầu hoạt động từ hôm nay ngày 9 tháng 2 tức là ngày 30 Tết cho đến ngày 18 tháng 2 tức là ngày mùng 9 Tết quý vị. Còn đây là khu vực quán nướng Chu, vào ngày mùng 5 Tết thì bắt đầu hoạt động trở lại quý vị ha. Các quán ăn uống trong buổi sáng hôm nay hầu như đã nghỉ Tết hết rồi. Và sáng hôm nay thì tiệm phở đi kiếm hoài mà không có ra luôn quý vị. Bởi vì trong buổi sáng hôm nay thì các quán ăn đều nghỉ Tết cả rồi. Riêng chỉ có các dịch vụ như là hớt tóc này, rửa xe thì vẫn còn làm việc được. Và bên tay trái của em đây là Học viện Đồn Bosco. Phía trước là con đường Bùi Thị Xuân rồi. Con đường cũng khá là nhiều các cái khách sạn to, lớn, bé, nhỏ, đầy đủ các loại phòng từ thấp đến cao. Và bắt đầu từ ngày mùng 2 Tết thì du khách bắt đầu đi du xuân trở lại. Và hiện tại bây giờ thì có phần đường phố vắng vẻ như quý vị và các bạn đang thấy. Thì lâu lâu thì mới có một người dân địa phương. Và hầu như là hiện nay thì người dân địa phương đều tập trung ra chợ Đà Lạt hết rồi quý vị. Rồi người dân lao động thì mấy bữa nay thì cũng sắp xếp về quê cả rồi. Và đâu đó thì người dân địa phương thôi, khách du lịch thì chưa có đâu. Bắt đầu từ mùng 2 Tết trở đi thì đường phố sẽ náo nhiệt hơn và kéo dài cho đến mùng 10 luôn quý vị. Thời điểm đó thì các khách sạn ở đây khả năng là hết phòng. Từ đường Bùi Thị Xuân kéo dài cho đến trung tâm thành phố Đà Lạt như là Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Chí Thành. Các khách sạn trung tâm thì đa phần thì du khách sẽ ưu tiên hơn bởi vì tiện đi lại hơn. Năm nay dự báo số lượng du khách sẽ đến du xuân tăng 30% quý vị so với năm ngoái, năm 2023. Đến đây thì khách sạn như quý vị đang thấy thì không thấy khách sạn cho bản còn phòng nữa, bởi vì một số khách sạn thì đã nhận phòng từ trước rồi và chỉ chờ cho đến mùng 2 Tết là bắt đầu khách lên nhận phòng. Bên tay phải của em đây là con đường Phan Bội Châu này, con đường này đi lên khu Hòa Bình. Ngày nay bên cạnh thì có khách sạn Mường Thanh, cũng có một cái cây man đào ở đây nhưng mà vẫn chưa thấy nở bông đâu quý vị. Bên tay trái thì có khách sạn Kinh này, nhiều người cũng đi du lịch sớm quý vị. Bây giờ thì cũng vắng, tuy nhiên thì đi du lịch thời điểm bây giờ thì có rất ít quán ăn uống mở cửa luôn. Ngày mùng 2 Tết thì toàn bộ khu du lịch này, rồi các điểm ăn uống thì bắt đầu hoạt động trở lại rồi. Chính vì vậy thì cũng đông vui hơn.
Còn đây là khu vực chợ Đà Lạt quý vị. Có một chị đang bán bông hoa lây dương ở đây này. Hoa lây dương thì ở Đức Trọng bán với giá là 50 ngàn một chục như thế này. Rồi bán lẻ thì nếu mà mình phô mua tận vườn á, thì giá chỉ có 35 ngàn thôi. Quý vị cũng thông cảm bởi vì tiểu thương đi buôn mà phải có chi phí, rồi có chút đồng lời để mà trang trải cho cuộc sống nữa. Còn đây là dâu tây quỵ được đổ đóng ở dưới đất luôn. Mùa này quý vị mua dâu tây thì rất là nhiều ha, không có thiếu dâu tây đâu. Có những trái vẫn còn xanh cũng được tiểu thương hái luôn nè, để mà tranh thủ bán mấy bữa nay quý vị, bởi vì mấy bữa nay ở chợ Đà Lạt khách đông, chứ qua rằm thì không còn khách nữa, cho nên cũng thông cảm quý vị ha. Cuộc sống mưu sinh của bà con tiểu thương lúc nào cũng tất bật như vậy. Ở trong các loài hoa thì chỉ có hoa ly thì vẫn giữ giá. Nói chung là năm nay bồng cúc rồi hoa lây dơ thì nó cũng bình bình. Tức là năm nay nhà vườn nhiều á, thì bán theo số lượng thôi, lấy công làm lời. Cũng phải chi trả nhiều khoản vốn đó, như là phân cho rồi thuốc men, cây giống, tiền xăng, tiền vận chuyển vân vân. Nói chung là năm nay cúc thì bán cũng giống như là ngày thường thôi quý vị. Mặc dù là Tết á, nhưng mà không có tăng giá. Và ngày hôm qua ngày 29 Tết thì cũng là ngày cuối cùng bà con nhà vườn đóng bông đi các tỉnh thành rồi. Và cuối cùng hôm nay thì nghỉ hết rồi, không còn ai đóng nữa. Nếu mà những ai mà hôm nay mà còn đóng bông thì khả năng không có hàng, không có đi nữa quý vị, bởi vì đã cận Tết quá rồi. Bây giờ thì em sẽ dẫn cô chú chị và các bạn đi vào bên trong để xem cảnh chợ Đà Lạt buôn bán ra sao quý vị ha. Các mặt hàng như quý vị đang thấy thì bông hoa thì đâu đâu cũng thấy tại chợ Đà Lạt quý vị. Nhiều cô cứ bưng những cái bó hoa trên tay á, rồi cứ đi vòng vòng một vòng bán như vậy đó. Giá thì có 10 ngàn một bó thôi, bán cho nó nhanh hết quý vị. Các tiểu thương vào vườn mua lại giá rẻ đó, rồi cũng đi bán dạo dạo vậy đó, coi có ai mua không. Còn đây là hoa ly nè, rất là tươi luôn. Hoa này quý vị mua về cắm 2-3 ngày nữa thì nó sẽ ra bông rất đẹp luôn. Các nhà vườn mấy bữa nay hái dâu á, nhiều khi cũng không có dâu bán luôn quý vị, bởi vì hái ngày nào cũng hái, không kịp cung cấp cho các tiểu thương ở ngoài chợ luôn, bởi vì bây giờ cũng là mùa cao điểm mà. Dâu mì đá giá thành nó cũng dễ tiếp cận quý vị, vài chục ngàn cho một ký, rồi một trăm mấy chục ngàn cho một ký thôi. Mà mấy bữa nay thì tăng giá nhẹ so với những ngày thường, bởi vì ngày lễ Tết mà. Dâu này ăn cũng chua chua ngọt ngọt, quý vị chấm muối cũng ngon.
hoặc là mình mua về mình dầm đường rồi bỏ chút đá vô ăn nó cũng rất là mát.
có một cô đang bán bông cúc kim cương, cúc đại đoá, rồi hoa lê dơn. Cũng tranh thủ ngồi đây ăn sáng quý vị, bởi vì sáng giờ cũng tất bật lo bán nhiều tiểu thương thì không kịp ăn sáng luôn. Hoa thì mình đỡ hết cả rồi. Hôm nay thì sổ rẻ luôn quý vị, bởi vì ngày 30 rồi, ngày mai thì bà con mình không có bán nữa. Có nhiều mặt hàng sổ rẻ lắm luôn á. Cũng đến ngay vị trí này em xin phép được tạm dừng video tại đây. Em xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chúc quý vị và các bạn ngày 30 Tết thật là nhiều ý nghĩa, thật là nhiều niềm vui. Còn bây giờ thì xin được gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo của em.